Chào một tay, cảm ơn anh Pháp đúng không ạ? Bây giờ Thụy Vân muốn khám phá cái vali này. Cũng là sản phẩm nổi tiếng do thợ làm và giá của nó thì rất đắt. Chú cùng không trả tiền bồi thường và xin lỗi chủ nhà hàng đó thì cô mình sẽ bị kiện ra tòa và nếu làm gì sai thì sẽ bị bắt giam. Xin mời quý vị các bạn chú theo dõi. Second of all, you're leaving out minorities.